Hey, chào các bạn. Thì khi mà chúng ta tháo mấy cái máy photo ra thì chắc có lẽ điều chúng ta sẽ thấy đó là, một là chúng ta sẽ gặp được các cái motor loại footlet, tức là không cửa thang. Hai nữa là chúng ta sẽ gặp mấy cái motor dạng step như thế này. Đây còn gọi là motor bước hay là động cơ bước các bạn, hay còn gọi là động cơ step cũng là nó. Ví dụ như đây, thì tất cả những con này đều là động cơ không, động cơ cũng là không chổi thang nha các bạn, nhưng mà nó chạy theo vi bước. Nó chạy vi bước tức là phải có mạch điều khiển cho nó thì nó mới chạy được. Và chắc chắn sẽ có một điều là các bạn sẽ thắc mắc làm sao để chạy được cái loại motor như thế này. Thì để chạy được loại motor như thế này thì chúng ta có hai cách các bạn. Cách thứ nhất là chúng ta chạy bằng nguồn AC và dùng tụ để chạy. Tuy nhiên cách này thực tế thì chúng ta chạy nó sẽ rất là nóng, và nó chỉ chạy trong thời gian ngắn thôi, chứ chạy nhiều nó nóng nhiều lắm nó chạy không nổi đâu. Cách thứ hai nữa là chúng ta phải dùng mạch vi điều khiển để chúng ta điều khiển cho nó. Thì để điều khiển cho nó mà đơn như phức tạp á, thì chúng ta phải dùng cái Arduino để tạo cái gì nhỉ? Arduino để nó tạo ra cái dao động đó các bạn, nó tạo ra cái xung á, và khi cái xung này nó cấp vào cho cái bo động cơ, bo điều khiển thì nó mới chạy được. Và điều khiển bằng Arduino thì phải lập trình, nói chung là hơi phức tạp, thì không phải ai cũng làm được chuyện đó. Vậy thì còn một cách nữa là hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn, đó là chúng ta không sử dụng xung, không sử dụng cái Arduino để điều khiển, mà chúng ta chỉ cần sử dụng một cái ray nhỏ như thế này thôi, một cái mạch điều khiển động cơ bước này thôi, và chúng ta sử dụng mạch cấp xung cho nó là mạch dùng IC 3 số 5 555 đó các bạn. Thì đối với cái module nhỏ này để điều khiển cho động cơ bước thì cái này mình cắm vô liền thì nó không chạy đâu nha các bạn. Và cái này nó cũng rất là nhiều chân, thì hôm nay mình sẽ phân tích và chia sẻ với các bạn cách để làm chạy động cơ bước bằng cái module này và IC 555, tức là IC để tạo xung cho nó. Thì nhìn sơ qua trên cái module này chúng ta sẽ thấy module này mỗi bên nó có 8 hàng chân, 8 chân các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó. Thì bên này cũng vậy, 8 chân là tổng cộng nó có 16 chân. Thì các bạn lật lên như thế này, các bạn nhìn vô cái chữ của nó. Này. Thì ở đây ở dưới điểm lên chân của cái hàng bên này nó là VMOS. VMOS tức là chân này chúng ta phải cấp nguồn 12V vô cho nó nè các bạn. Có thể là từ 5V cho tới 30V nó vẫn chạy được các bạn. Chân này là chân mát khỏi bàn rồi. Chân 2B, 2A, 1A, 1B là chúng ta sẽ nối vào 4 dây của cái động cơ. Thì thường cái động cơ bước này nó sẽ có 6 dây hoặc 4 dây. Hiện hồi mình sẽ chỉ về động cơ. Tiếp theo nữa là chân VDD, là chân này chúng ta sẽ cấp nguồn 5V cho nó. Chân này là mát thì khỏi bàn rồi. Như vậy các bạn dùng một con 7805, chúng ta nắng từ điện áp 12V cấp đầu vào. Ví dụ như đây hai chân này mình cấp 12, thì dùng con 7805 các bạn nắng ra 5V để các bạn cấp cho hai chân này luôn, mát xài chung. 4 chân A1, A2, A1, B1, A2, B2 thì các bạn nối vào 4 chân của motor. Thì A1, B1 là một một cuộn dây. Rồi A2, B2 là một cuộn dây. Ở bên này thì các bạn muốn chạy được thì các bạn sẽ chập hai chân slip và reset lại, reset và slip là hai chân này là các bạn, thì các bạn hàng chung lại với nhau chập lại. Rồi. Chân MS1, MS2, MS3 là chân này để cho nó chạy vi bước đó các bạn. Mình tính vi bước cho nó chạy, ví dụ như là chạy 1 phần 4 và 1 phần 8 hay là chạy toàn chu kỳ. Thì cái này mình khỏi cần xài cũng được, để bình thường cũng được. Để bình thường thì nó sẽ chạy toàn hết luôn các bạn, toàn kỳ. Tiếp theo nữa là một chân, đó là chân step. Thì chân này là chân quan trọng nhất rồi các bạn. Chân này là dùng để cấp xung vào cho nó. Thì các bạn sẽ làm một cái mạch dao động bằng IC 555 và các bạn tạo xung từ khoảng 100 cho tới 900 Hz. Từ 100 cho tới 900 Hz ta cấp vào đây thì cái mạch này nó sẽ kích chạy được cái motor. Chân cuối cùng dưới này, chân direct này nè các bạn, chân direct. Thì chân này các bạn dùng để đảo chiều cho động cơ. Ví dụ chân này các bạn nối về mát thì nó chạy theo chiều thuận, ví dụ vậy đi. Thì các bạn nối nó về nguồn 5V thì nó sẽ chạy theo chiều nghịch, tức là đảo chiều cho nó. Cấp nó lên 5V hoặc là xuống mát để nó chạy theo hai cái chiều khác nhau.
Đó. Như vậy thì cái mạch A, cái driver này, cái này gọi là cái driver điều khiển động cơ bước nè các bạn. Thì cái mạch này mình mua trên Shopee thì nó cũng rẻ thôi các bạn. Các bạn lơ gõ lên cái module của mạch này là module driver A4988. Rồi thì mình sẽ vẽ cụ thể cái mạch và cái mạch cấp xung luôn cho các bạn để chúng ta làm hoàn thiện trên một cái bo, rồi sau đó chúng ta sẽ điều khiển cho cái này nó chạy. Thì giờ mình sẽ vẽ cái mạch này ra trước. Thì đây mình có nhiều loại động cơ bước các bạn. Ví dụ như các bạn tháo từ máy in nè, con này là tháo từ máy in Canon 2009 nè các bạn. Đây. Đó. Rồi mấy con này thì lặt vặt nhỏ nhỏ mình cũng không nhớ nữa tháo ở đâu. Thì thường là trong mấy cái máy photo. Đây. Máy in màu, máy photo rồi đó thì nó đều có. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái sơ đồ cho các bạn xem rồi chúng ta sẽ tiến hành lắp ráp luôn ha. Thì như hồi nãy mình nói thì trên này mình sẽ có ký hiệu rồi các bạn. Khi mình lật lên như vậy. Cái này để xuống vậy các bạn, để xuống vậy. Thôi thì mình ghi ký hiệu trên này đi. Cái này là nếu như mình để lật theo chiều này thì anh này là mát nè. GND nè. Chân này là VDD nè. Tại mình lật lên nha các bạn. Này là 1B. 1A. 2A 2B rồi tiếp tục là GND rồi VMOS thì chân này các bạn cấp lên cho nó 12V, chân này cấp về mát trừ cộng 12V, nguồn 12V đó các bạn, cộng trừ 12V. Thì nếu kỹ nữa thì giữa hai chân này các bạn lắp một con tụ ha, lắp một con tụ hóa. Tụ này các bạn dùng bao nhiêu mi cũng được, 10 mi, 20 mi, 100 mi gì cũng được, dùng con 100 mi đi để cho nó lọc nguồn thôi chứ không gì. Bên đây là bên dương, bên đây là âm, tụ hóa nha các bạn. Rồi tiếp theo thì hai chân này chúng ta sẽ cấp cho nó nguồn 5V, 5V. Chân này là dây mát, mát với mát này mình xài chung. 4 dây này là motor, cái này là hai, cái này là một cuộn dây, đây là một cuộn dây của motor các bạn, dây của motor á. Thì dây motor thì mình đo nó sẽ có ra có hai cuộn. Rồi ở dải bên này mình sẽ có chân enturbo, chân MS1, MS2 mình bỏ hết. Ở đây chân 3, chân 4 là chân slip và reset, chân 4 là chân reset, chân này là chân slip. Thì hai chân này các bạn đấu chung lại với nhau. Rồi chân này là chân cấp xung hay còn gọi là chân step, chân này là chân direct. Chân direct này thì các bạn câu nó lên 5V hoặc là về mát. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ đối với con IC555. IC365 thì chúng ta quen thuộc quá rồi, nó có 8 chân, mỗi bên mình có 4 chân. Thì bên đây là một nè các bạn. Khi chúng ta nhìn vào cái khuyết như vậy thì nhìn chân bên trái luôn luôn là một, điểm vòng xuống rồi điểm vòng qua. Vậy 1 2 3 4 5 6 7 8. Thì 4 với 8 là các bạn nối chung với nhau và chúng ta nối về cái nguồn 5V. 4 với 8 là nói chung nối về nguồn 5V hồi nãy bên này. 2 với 6 các bạn đấu chung lại với nhau. Rồi. Ở chân 8 các bạn đấu một con điện trở 1 kg. Chân 8 đấu điện trở 1 kg. Về 7. Ở đây các bạn đấu một con điện trở 1 kg nữa. Ở chân 6 nữa nha các bạn, chân 6 các bạn cũng đấu một con điện trở 1 kg. Và tiếp tục đi qua một cái biến trở. Biến trở này các bạn xài 50 tới 100 kg các bạn. Thôi xài 50 kg là được. Đấu về chân số 7. Rồi. Chân 2 với 6 chúng ta đấu chung, chân 1 là chúng ta đấu về mát rồi các bạn. Chân 1 thì chân này là về mát. Giữa chân 1 với chân 2 các bạn đấu một con tụ hóa 1U. 1UF á.
Rồi thì với cái mạch đơn giản vậy thì cái chân số 3 là chân cấp xung, thì các bạn sẽ đấu vào đây, đấu thêm vào đây một con điện trở nhỏ nữa thôi, ví dụ như là điện trở 10 tới 100 ôm, đấu vào chân số 3 vậy là ok, mạch sẽ chạy. Chân này như nãy mình nói thì các bạn có thể dùng một cái công tắc, các bạn gắn nó về cái đường mát hoặc là đường 5V. Thì đây mình vẽ đường này, đường mát nè. Thì công tắc này là đảo chiều nha các bạn, công tắc này có nhiệm vụ là đảo chiều. Đó, thì các bạn một là gắn nó lên 5V, hai là về mát. Thì dùng để đảo chiều. Rồi bây giờ mình sẽ chụp kỹ cái màn hình này lại, mình vẽ bằng tay các bạn thông cảm nha, không có dùng thước gì đây hết, công quá. Thì cấp nguồn cho con này thì mình lấy từ cái nguồn của bên đây luôn, 5V luôn nha các bạn, cấp nguồn 5V luôn, âm với dương bên đây xài chung nè. Thì chỗ này các bạn cũng có thể nối giữa một con tụ khóa để nó lọc cái điện âm dương, điện điện DC các bạn cũng được, không có thì cũng không sao. Ở ngay chỗ cái đường ra này các bạn có thể lắp thêm một con led về mát nữa các bạn, để mình lắp thêm một con led đây để nó báo hiệu luôn ha. Ở đây ví dụ như mình dùng con điện trở khoảng, nếu 5V thì các bạn dùng con điện trở khoảng từ 300 ohm, 330 ohm cho tới 1 kg, rồi lắp thêm một cái bóng led về chân số 3 luôn. Để chi? Để khi mình chỉnh á, để mình biết cái con IC này nó có dao động tạo ra xung hay không. Khi nó có dao động nó tạo xung thì cái led này nó sẽ nhấp nháy các bạn. Đó, đây led này là mục tiêu là để tạo để mình dễ quan sát thôi. Rồi, bây giờ để yên cái hình cho các bạn chụp hình lại ha. Con này là NE555. Con này là cái driver A4988 nha các bạn, tên của driver này là A4988. Mấy chân này thì các bạn không cần xài tới nó. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ráp theo cái sơ đồ này. Thì y như cái sơ đồ này là các bạn chạy cấp đầu này là 12V ha các bạn ha. Hai chân này VMOS nè. Đây là chân VMOS thì chúng ta sẽ cấp 12V. Thì trên này nó có ký hiệu chân rất là rõ rồi các bạn. Đây, trên này từng chân nó sẽ ký hiệu và nó ghi rất rõ rồi. Thì để đỡ tốn thời gian thì mình đã lắp sẵn một cái mạch y như thế này các bạn. Đây. Đó. Y hệt như thế này. Đây là con 7805 nè các bạn, để hạ áp từ 12V về 5V nè. Đây là IC555 nè. Đó, NE555B. Đây là con 7805, đây là cái biến trở 50 kg. Đây là con tụ hóa, hai con tụ hóa mình dùng để lọc nguồn nè các bạn. Đây thì các bạn gắn thêm vô thôi, không có gì. Thì mình gắn bằng cái hàng rào cái và sau đó mình gắn cái driver này, hai cái này màu xanh với màu đỏ nhưng thực tế nó là như nhau nha các bạn. Đó, màu xanh với màu đỏ nhưng thực tế thì hai cái này là như nhau, y hệt nhau, không khác gì hết. Đó, thấy chưa? Rồi. Đây là con điện trở 220 ohm, mình nối từ chân số 3 ra nè các bạn, chân số 3 ra nè. Để mình cấp xung cho con này, cấp xung cho cái mạch này. Thì mình hàn sẵn đây có một cái bóng led. Nói chung là các bạn hàn y hệt như cái sơ đồ hồi nãy mình vẽ là sẽ chạy được. Hoặc là các bạn không không xài cái mạch cấp xung này thì các bạn mua cái mạch NE555 loại cấp xung có sẵn cũng được nữa các bạn. Các bạn chỉnh nó về cái mức xung là từ 0 cho tới 1 kg thì các bạn xài được 1 kg hạt đó. Thì đây là bốn cái dây, bốn cái domino này là mình đấu cái dây ra này cho motor nè các bạn. Thì hai cái dây là một cặp, tức là tương đương với 1B 1A và 2B 2A là một cộng dây. Thì các bạn đo trên cái motor thì thường ví dụ như cái motor dạng này đi thì nó sẽ có 6 dây chứ không phải 4 dây các bạn. Ở đây mình đã nhổ bỏ hai chân rồi nè. Thì nó có 6 dây thì các bạn hình dung như thế này. Nó sẽ có vô dây một điểm nè, nó ra dây một điểm,
Rồi cái điểm chung này nó ra đây một cuộn nữa. Như vậy thì hai cuộn dây này nó đấu chung với nhau ra 3 điểm. Rồi tương tự vậy, cuộn bên đây nó cũng vậy. Đó, như vậy nó ra tổng cộng là 6 cái đầu dây. 6 đầu dây nhưng mình chỉ xài một cuộn dài này thôi, tức là mình bỏ cái điểm giữa này các bạn. Các bạn cắt bỏ điểm giữa này, cắt bỏ điểm giữa này. Vậy thì các bạn đo đây với đây là một cuộn. Đây với đây là một cuộn. Thì đối với con motor này thì đối với cái này thì các bạn đo ôm nó đối xứng với nhau nè. Ví dụ như các bạn đo đây với đây là nó ra 7 ôm đi chẳng hạn. Ví dụ như con này mình đo là 6 ôm 7 nè. Thì đây với đây nó sẽ là 3 ôm mấy đó. Đây với đây nó cũng là 3 ôm mấy. Vậy thì mình thấy vậy thì mình sẽ bỏ cái điểm giữa đi. Tương tự vậy cái đây mình bỏ điểm giữa đi là được. Đó, đây là motor nè. 6 dây thì các bạn chỉ xài 4 dây thôi. Thì đây, mình cắt bỏ 2 dây rồi nè. Đó, hai cái lỗ trống đó thì còn lại là 4 dây. Rồi thì bây giờ 4 dây này mình sẽ hàn lên, mình sẽ gắn ở trên cái bo, nó sẽ như thế này đây các bạn. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp vào motor, mình cắp điện thử cho các bạn xem ha, mình chạy thử tất cả các loại motor này luôn. Bây giờ trước khi chạy thử thì mình sẽ cắp nguồn không cho nó để cho chúng ta thấy cái mạch dao động nó chạy như thế nào. Thì đây mình sử dụng cái pin 3S 12V. Thì mình cắp nguồn âm dương cho nó đây. Bây giờ mình chưa gắn motor vào nha các bạn. Thì ở đây mình làm hai cái đèn led, một cái đèn led báo nguồn các bạn. Đèn bên đây là đèn báo nguồn, đèn nối trực tiếp để báo nguồn có nguồn điện vào thôi. Còn cái đèn bên đây là cái đèn báo từ cái chân 3 ra nè các bạn. Chân led số 3 nãy ra nè, chân số 3 của con 555 ra led á. Như vậy thì chúng ta thấy khi mà chúng ta chỉnh thì cái led này nó nhấp nháy, có nghĩa là cái tần số của cái con này nó tạo ra là có rồi nè các bạn. Đó, khi các bạn tăng lên thì cái độ nháy của nó sẽ tăng lên, nó nháy nhanh quá các bạn không thấy luôn. Đó. Đó, nó nháy rất nhanh thì chúng ta không thấy luôn, có nghĩa là tần số nó đã thay đổi, còn chúng ta chỉnh lại vậy thì nó tần số nó chậm lại. Có nghĩa là con IC này nó đã hoạt động để mình biết coi cái mạch mình làm nó có chạy hay không. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp motor vào. Thì đây con motor mình có gắn thử một cái miếng băng keo lên đây cho chúng ta dễ quan sát. Thì mình sẽ để ở cái mức chậm nhất. Đó. Thì cứ mỗi xung ra, mỗi xung của con này phát ra thì con này nó sẽ quay một bước. Một bước tức là một cái nấc tới vậy nè các bạn. Chịch 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 từng nấc đó. Như vậy thì khi tần số tăng lên thì cái tốc độ quay của con này nó cũng sẽ tăng lên. Đó, ví dụ như mình dặn cái biến áp nè. Mình dặn cái chiếc áp nè. Đó. Đó. Rồi bây giờ nhanh lên luôn nè. Đó. Rồi còn một cái nữa là nếu như chúng ta chạy, chúng ta cho nó chạy mà chúng ta thấy cái motor này nó yếu, ví dụ để như mình chỉnh lại cái này cho các bạn coi nha. Ví dụ như các bạn mua về mà mới mua về thì cái biến trở người ta chờ người ta để ngẫu nhiên thôi. Thì ví dụ như các bạn dặn lên các bạn thấy mạch nó vẫn chớp mà cái này nó không chạy mà cái motor các bạn rờ vô thấy nó rung từ 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 từ, thì các bạn sẽ chỉnh một cái biến trở nhỏ ở đây. Đây, nó sẽ có một cái biến trở cho chúng ta nè. Chúng ta dặn cái này theo chiều từ trái qua phải theo chiều thuận đó các bạn thì nó sẽ chạy nè. Và cái này là cái chỉnh dòng cho motor nha các bạn. Đó. Đây là cái biến trở để chỉnh dòng ra cho cái motor này, chỉnh dòng ra của cái driver này nè, cho cái motor. Thì tùy theo cái motor mà chúng ta sẽ chỉnh. Thì cách chỉnh chúng ta chỉnh và chúng ta kiểm tra sao cho nó chạy mà cái motor không nóng và cái này cũng không nóng và cái này chúng ta rờ nó có lực là được. Ví dụ như cái này mình bóp lại nó rất là nặng là được. Đó, còn nó yếu quá thì chúng ta chỉnh tăng lên chút. Rồi bây giờ mình sẽ cho chạy thử tất cả các motor. À còn cái nữa là đảo chiều thì các bạn nối cái chân direct này với chân 5V thì nó sẽ chạy theo chiều ngược lại. Còn để nối với chân âm thì nó sẽ chạy theo chiều này. Các bạn bỏ trống nó cũng chạy theo một chiều bất kỳ. Không cần nối đâu nó cũng được, nó cũng chạy theo một chiều bất kỳ nào đó.
Bây giờ mình sẽ đấu thử với cái motor khác. Ví dụ như motor này, hai cái này thì nó gần như là giống nhau các bạn. Cái này trước mình mua về để mình làm cái máy CNC mini. Đó. Tuy nhiên thì có một cái nhược điểm là cái loại động cơ này thì các bạn không thể chạy tốc độ cao được nha các bạn. Giờ mình sẽ thử đấu các cái motor khác vào thử nó như thế nào. Thì mình thấy cũng có nhiều bạn hướng dẫn là chúng ta chạy cái motor này bằng tụ và biến áp xoay chiều, điện xoay chiều đó các bạn, thì chạy vẫn được chứ không sao hết các bạn, nhưng mà nó nóng lắm các bạn, chạy nó rất là nóng. Rồi đối với con motor nhỏ, motor tháo máy in này, thì các bạn thấy ở đây nó sẽ có 4 điểm ra và bên đây nó sẽ có 4 điểm nữa, mà 4 điểm này nó nối chung với nhau 2 điểm rồi các bạn. Đây với đây nó nối chung với nhau nè, đây với đây nối chung với nhau nè. Như vậy thì điểm này mình bỏ, điểm này mình bỏ, thì đây là bốn cuộn dây nè, hai cuộn dây nè các bạn, này với cái này là một cuộn, này với cái này là một cuộn. Vậy mình sẽ tách ra và mình sẽ đấu vào trong cái này. Đỏ với xám là một cuộn, thì ở đây mình sẽ đấu ngẫu nhiên vào thôi. À, các bạn đấu cũng theo thứ tự từ ngoài vào trong ha, tức là chân nào nằm bìa thì mình cứ đấu bìa, còn chân nào nằm giữa thì mình đấu giữa. Nếu nó không chạy các bạn đổi một trong hai trong bốn dây là được của cuộn đó, tức là một đổi một cuộn thôi các bạn. Các bạn lắp vào mà các bạn thấy không chạy thì các bạn sẽ đổi hai dây của một cuộn thôi, giữ một cuộn lại. Ví dụ như cái này với cái này hồi nãy là một cuộn, này với này một cuộn, thì bây giờ lắp nó không chạy thì mình đổi hai dây này lại thôi, còn hai dây bên này giữ nguyên. À, để mình gấp điện thử coi con này nó chạy được chưa. Nè, con này nó cũng chạy rồi nè các bạn. Để mình thấy là đó, đây là xung chậm nè các bạn, nhanh lên thì nó sẽ chạy nhanh lên đó. Rồi thì với mấy cái motor nhỏ này thì vẫn chạy được y như vậy các bạn, bình thường chứ không có vấn đề gì. Ví dụ như con này là con motor giảm tốc trong mấy cái máy in rồi các bạn, máy in màu nhỏ nhỏ đó. Để mình thử con này coi. Thì mấy con step này thì chủ yếu người ta dùng nó để làm trong mấy cái máy CNC đồ này kia đó các bạn, hoặc là những cái máy mà nó kéo cái lực thì nó mạnh nhưng mà cái tua thì nó chậm, nó không có cần nhanh, thì người ta sử dụng con này. Và một cái nữa là dù chạy ở tốc độ chậm hay tốc độ nhanh thì cái moment xoắn mà nó tạo ra đều như nhau nha các bạn, chứ nó không như là cái động cơ có chở than bình thường. Tức là ví dụ như các bạn chạy ở 100 vòng trên phút hay là ở 10 vòng trên phút thì cái lực tạo ra nó có nó của cái motor nó cũng như nhau hết. Moment xoắn nó là như nhau. Chính là vậy người ta ứng dụng nó để làm trong các cái việc như là kéo cái này kéo cái kia đó bạn, nó dùng để làm motor kéo á. Nó rất là mạnh. Còn đối với cái motor có chổi than, ví dụ như các cái motor DC có chổi than của mình á, thì khi nó chạy chậm thì nó sẽ rất là yếu. Mình cấp điện áp thấp thì nó sẽ chạy chậm, và chạy chậm thì nó yếu, còn khi chạy nhanh nó thì áp cao nó mới mạnh lên được. Thì con này thì nó khắc phục được cái nhược điểm đó. Rồi bây giờ mình sẽ cấp điện thử cho con này. Đây. Chạy nè các bạn. Đây.
Con này do nó nhỏ cho nên cái dòng nó nhỏ, các bạn phải chỉnh cái dòng lại thì nó kêu, để cái dòng lớn nó rất là kêu, để vậy thì nó chạy cũng rất là mạnh đó. Khi nó qua giảm tốc này các bạn bóp không nổi luôn, các bạn bóp mạnh ở dưới bánh xe này thì được chứ bóp trên này là không nổi, nó cũng rất là mạnh. Nó dùng để kéo nè, đó rồi thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm sao để làm cho cái con motor bước hay là các cái động cơ bước loại step motor đó nó chạy được và nó có thể điều khiển được tốc độ cũng như cái chiều quay của nó. Thì hy vọng là các bạn sẽ thích video. Nếu các bạn cảm thấy video hữu ích thì cho mình một like và bấm đăng ký kênh giúp cho mình nếu như bạn nào chưa đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn nhiều, chúc các bạn nhiều sức khỏe.